Alo anh ơi, Nghe mấy hôm nay mà em đi giao xe xong về em nhổ cái xăng số 8 nên là nó mệt. Bây giờ mới gọi cho anh để anh xem xe nhá. À, về cơ bản như này anh nhá, là cái xe của anh này được cái thú trước zin này, có cái thú trước zin là ok rồi. Cái bình xăng zin này em bảo rồi này. Đó, thoai đèn zin này đẹp rồi này, đúng không? Đấy. Đồng hồ zin, những cái đồng hồ mà vào nếu mà làm cái xe mới thì nó không xét không đẹp. Nhưng em sẽ thay vào cái đồng hồ 11 cho anh, đồng hàng 11. Đấy. Sinh nhan của anh cũng là zin nhưng nó được một của nó chỉ được 1-2 củ thôi nhá. Đây này. Đấy. Với cái chân này này, quan trọng cái chân nó xấu này. Nhưng em sẽ cố gắng để em lựa theo đồng tiền của anh thì em sẽ vào zin hết này này. Nó có dạng con lết này này. Đấy. Nắp thì zin hết là được rồi. Có cái chân nó dạng, cái chân nó dạng đi anh hiểu ý không? Rồi ok bạn ơi. Rồi. Củ máy thì hơi đầu bò là zin rồi. Tức là ý là còn zin thì mình sẽ vào hàng zin. Đấy. Chắn xích zin. Trên ơi, dạ. Này. Vâng. Hôm nào mình cũng ở Hưng Yên thôi, nhưng mà mình công tác ở trong đây. Vâng. Thôi, hôm nào xe xong có thể mình với thằng đẹp mình về chơi rồi đưa nó vào, chứ không cần bạn là ship, hoặc là nếu mà ship á thì bạn nếu mà mình bận việc ấy, từ giờ là tới sợ này có cái chiến dịch mới. Vâng. Căn cước cho trẻ đủ 6 tuổi á. Vâng. Nhưng mà mình thấy bạn nói cũng ok và làm cũng ok. Vâng. Bạn sẽ làm cho mình đi đúng cái giá, còn nếu thêm giá thì báo. Không, em đang hỏi anh là anh định làm tầm tiền khoảng bao nhiêu á? Tầm tiền chốt là 20. Còn, rồi, đúng rồi. Bạn nói một là mình chỉ có chốt một giá thôi. Còn, rồi. Mình là Bắc Kỳ mà. Vâng. Mình nói một cũng thôi, không nói nhiều. Cái gì của anh zin chứ không dùng nhá, cái gì em vào hàng 11 nhá. Đây này, gì ạ, thủ bỏ. Gọi là zin không dùng được đấy anh ạ, đấy cho nó dễ hiểu. Đấy. Đấy là bạn cũng còn nói, nhưng mà nếu mà anh em tôi gửi xe ra và anh em uy tín như mình bảo đâu mà nghe giọng là nói kia nào còn vành viết hay tất cả thì ok. Vâng, vành là bỏ nhá anh nhá, này thủng hết rồi này. Bánh bánh zin như thủng rồi này. Cái này. Dạ. Lô zin thì bạn cứ giáp cho mình cũng được. Vâng. Thế thì làm sao mới cả máy lỏ hết xăng thì tắt máy là được. Rồi, hiểu. Đúng rồi. Nhưng mà em đang hỏi anh là như này này, cho nó dễ hiểu này. Tức là như này em phải phán lại cho những gì còn zin em giữ lại. Như bô này là bỏ này. Bô này của anh là bô lô, phải bô zin đâu nhá. Bô lô. Đấy. Mà bây giờ vào xe mới là không hợp đâu nhá. Cho nên này, em đọc lại cho anh để khi nào lên một cái xe mới như cái chiếc xe hôm nay vừa đăng này này. Con này biển 8982 này. Đấy. Mình nói bạn này. Vâng. Mà cái này lên cho mình màu đỏ nhá, màu đỏ tươm chỉ nhá. À cái tức là anh thích màu đỏ đúng không? Ờ. Rồi. Thế bây giờ em đang hỏi anh như này này. Em chỉ chốt lại còn đồ thôi. Bây giờ chốt lại như này cho nhanh nhá anh nhá. Anh em nói này, yên của anh yên nô rồi. Bây giờ em làm cho anh lên một chiếc xe màu đỏ cho em chỉ. Về cơ bản là của anh được thú trước zin, bình xăng zin, tay dắt zin, chắn xích zin, phai đèn zin, sinh nhan thì cho anh 4 nắp zin cho nó đẹp. Còn vào cùi là cùi 11. Đấy. Vành thì zin dỉ hết rồi bỏ. Ủa hơi đầu bò là zin hết, hơi đầu bò này còn để zin rồi. Đấy, càng zin. Mayer để cái hết, Mayer zin hết. Đấy. Đũa là đũa lô rồi. Đấy, về cơ bản của anh tất cả những cái zin. Còn lại em vào cho anh hàng 11, tay dắt zin. Còn lại em vào hết hàng 11 cho anh nhá. Là có 20 triệu. Còn anh muốn thêm, ví dụ anh muốn thêm cái gì nữa thì tùy anh, còn không em chỉ biết là có 20 triệu thôi. Đấy. Không, bạn ơi. Vâng. Mình để bạn làm vì cái sở thích cái thời mà bạn 88 mình 87 á. Vâng ạ. Trước một ngày chỉ có dân mỏ than Quảng Ninh có chiếc win về thôi. Vâng ạ. Là mình vẫn khoái là ở thôn đỏ 10 cây vàng thì cái xe đây nguồn gốc của nó là cũng sạch. Vâng ạ. Vâng. Anh ở chỗ nào Gia Lai? Bạn cứ vào là mình cho anh em tiếp vào. Vâng, những ở Gia Lai, chỗ nào Gia Lai đi anh? Không, xe thì hôm nay bạn vào hoặc là gửi vào, hoặc bạn gửi về thành phố thì hoặc bạn vào thành phố thì mình đi chơi bạn. Không, ý em nói là anh ở chỗ nào Gia Lai để em biết đường, vì em có thằng em nó ở trong Gia Lai luôn. Mình ở về Phú Thiện. Phú Thiện Gia Lai ạ? À? Vâng. Thế bây giờ anh nhá, bây giờ tạm thời anh em mình như này cho nhanh này.
em cứ chốt cho anh chiếc xe này ngắn gọn lại này của anh này, còn đồ zin này em dọn phục dưỡng mới như này đây, phun mới như này cho anh nhá. Là đồ zin của anh là thu trước này, bình xăng này, pha đèn này, tay dắt này, tay dắt zin này, chắn xích zin này, càng sau zin này đấy. Hơi đầu bò của nó vẫn là Honda này đấy. Yên nô nhá. Xin anh em vào cho anh vỏ cái bốn cái nắp còn zin em đánh bóng đi, còn lại cùi nó hỏng thì em thay cùi một một đấy. Với pha đèn vành đèn cũng zin này, cái này cũng zin này, đồng hồ này zin nhưng không dùng được này, coi như bỏ này đấy. Cái cùi tắc này cũng thế này, bỏ đây đấy, còn tay lái cũng nô rồi đấy, còn lại là anh em chốt giá đi bạn, có nói mình là như nào, còn mình tin tưởng mình mới gửi ra, với hai nữa là anh em mình cứ sòng phẳng. Vâng thì đi bây giờ em hỏi anh như này nhá, những cái zin em đọc rồi, còn lại những cái khác lô thì anh có muốn thêm vào cái yên zin không, ví dụ thêm cái yên zin là 1,5 triệu đấy, ví dụ thế. Ông bạn ơi, theo em là cứ dọn mới là gói 20 thôi nhá, làm gói 20 thôi anh nhá, nó mới lên như này. Chốt lại cho anh là chốt cho anh là gửi từ Gia Lai ra đây là em dọn cho anh có 20 triệu, những cái gì em đọc rồi, còn lại em vào hàng 1,1 hết, ok chưa? Ok vâng, em chào anh nhé. Đúng không, tầm khoảng 3 tháng sau xong lúc nào em gọi cho anh, thì anh thích gửi xe thì em gửi xe, mà anh thích ra lấy thì em ra lấy nhá. Nhưng mà nếu bạn mà vào đây thì cứ alo mình 81 tiếp bạn. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Đấy, phước kèo. Hôm nay Hưng Yên thì ngồi chỗ nào tôi điện bạn. Vâng ạ, hôm nay anh về Hưng Yên điện cho em mang xe cho anh được nhá. Không, ý là ngồi chơi thôi. Vâng, còn hôm nếu mà anh về mà trong khoảng thời gian anh em mình làm xong thì em mang xe sang, còn không là anh về Hưng Yên đi điện em mang phi sang. Okay, cảm ơn anh đã tin tưởng mà gửi xe từ Gia Lai ra đây cho em là quá xa xôi đấy anh nhá. Tôi thích một câu nói thôi. Vâng. Còn cái gì đâu vô thường mà. Rồi em hiểu mà, em hiểu. Là tiêu vương thích minh tệ được. Em hiểu. Nói chung anh đã tin tưởng em này, em cảm ơn rồi. Em không quan tâm, chỉ biết anh từ Gia Lai gửi xe đây, em cảm ơn anh rất nhiều. Đấy, anh đợi câu trả lời của em bằng hành động, em sẽ làm cho anh. Ngon lành, em quay video cho anh. Vâng, em chào anh nhá. Vâng, em chào anh ạ, chốt kèo ạ. Vâng.